Xin chào mọi người, và trên tay mình đây là chiếc Sony XZ3. Và chiếc máy này là chiếc máy có chip Snapdragon 845 giá rẻ nhất, và là chiếc máy chiến game tốt nhất trong tầm giá hơn 3 triệu. Và sau đây mình sẽ xin test game trực tiếp trên chiếc máy này cho anh em xem nhé. Và đây là tựa game PUBG Mobile này, tựa game rất là nổi tiếng luôn. Đây, và vào game rồi, và mình sẽ xem thử xem là chiếc máy này với chip 845 thì nó sẽ setting được như thế nào nhé. Đây, vào phần đồ họa này, cân bằng này. Nếu mà chúng ta mở sang mức mượt này thì nó sẽ lên được FPS của nó sẽ lên được mức cực độ luôn. Và khi lên đến HD này, HDR thì nó chỉ ở mức cực cao thôi. Đó, vậy thì xin nếu mà để test game mà nó hay nhất ấy thì mình sẽ để ở mức mượt. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận thôi nào. Đó, và pin cái tình trạng pin mà mình mới bắt đầu vào trận ấy thì nó là 94% này. Đó, và để xem tí nó hết trận xem là pin nó tụt còn bao nhiêu nhá. Mình sẽ xuống khu Punchinki này. Màn hình của chiếc máy này là màn hình 2K nên là cái chất lượng hình ảnh anh em nhìn ấy rất là sắc nét luôn, rất là nịnh mắt. Đây là một con bot này. Bắn rất mượt luôn, không hề giật. Mình sẽ đi ra kia gì bắn nhau luôn đây.
đi nhặt thính nhà M249 này. Khẩu sấy rất là hay luôn. 100 viên đạn.
Vậy là mình đã được top 1 rồi. Đó, clip test game của mình đến đây là kết thúc và mình thử xem là pin nó tụt còn bao nhiêu nhá. Vừa đây là 94 và sau một trận mình chơi được top 1 thì nó còn 81%. Vậy là quá ngon đúng không ạ? Một chiếc máy với chỉ mức giá là hơn 3 triệu thôi. Và nếu mà anh em cần mình test tựa game nào trên chiếc máy nào ấy thì cứ inbox cho mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em. Xin chào và tạm biệt.